Xin chào anh chị, hôm nay xin giới thiệu với anh chị một cây đàn đàn giá rẻ. Cây đàn này là Sonoro No 70. Sonoro No 70 nó là thuộc của hãng đàn Kyosho Suzuki Nhật Bản. Cây đàn này nó cũng cổ lắm rồi, nó được sản xuất khoảng năm cũng những đầu thập niên 70 á. Nó cổ nhưng mà tình trạng đàn thì còn rất là đẹp, đẹp lắm. Phần sơn của cái dòng Sonoro này là cái lớp phủ bóng của nó được làm bằng sơn mài nên là nó mờ chứ nó không có bóng. Nhìn thấy gì chứ nó mờ mờ chứ nó không có bóng. Phần sơn của nó được làm bằng sơn mài mờ. Âm thanh của cái đàn này rất tốt, tình trạng đàn zin nguyên bản, hầu như là không có chì xước, không tìm thấy vết chì xước luôn, cũng có vài cái vết nhỏ li ti thôi, mình nhìn kỹ mới thấy thôi chứ không có vết chì xước nào hay là nứt bể gì hết. Âm thanh của dòng đàn này rất tốt, khá zin. Cái đàn này giá của nó là 2,4 triệu thôi, 2,4 triệu tặng kèm bao da, giá rẻ nhưng mà âm thanh tốt lắm. Cái này âm thanh rất là hay, rất là thích luôn. Âm bass của nó rất là đậm. Như bị xuống dây. Anh chị có quan tâm cái đàn này thì liên hệ cho em ha. Đàn em mới lên dây lại nên là nó hơi tuột dây chút xíu. Cái đồ lên dây để ra mất tiêu rồi. Tình trạng đàn thì không có bị lỗi bất cứ lỗi nào hết, không có bị lỗi gì hết, một cái đàn rất là chất lượng đến từ Nhật Bản, giá 2,4 triệu thôi. Anh chị quan tâm thì liên hệ cho em qua Zalo, số điện thoại cũng để trên màn hình nha. Xin cảm ơn anh chị.